Hoa hậu Đỗ Thị Hà đập tan tin đồn bị kẻ lạnh xuất hiện rạng rỡ bên bà trùm hoa hậu. Chỉ cần hình ảnh này đã đủ biết Hoa hậu Đỗ Thị Hà được bà trùm hoa hậu Phạm Kim Dung ưu ái như thế nào, trái ngược hẳn với những tin đồn trước đó. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đã đi được 1/3 chặng đường, có hơn 50 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết. Bước vào mái nhà chung, các người đẹp sẽ được học những kỹ năng quan trọng từ các vị cố vấn chuyên môn để có thể tự tin tỏa sáng hướng đến chiếc vương miện danh giá. Mới đây, bà Phạm Kim Dung cùng đương kim Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo đã đào tạo kỹ năng ứng xử và trả lời phỏng vấn, tạo dựng phong thái thanh lịch, tự tin cho các thí sinh. Đây là những kỹ năng quan trọng giúp các người đẹp có thể tự tin giao tiếp với truyền thông, báo chí và trả lời các câu hỏi ứng xử từ ban giám khảo để quyết định ai sẽ là Hoa hậu. Top 13 Hoa hậu Thế giới 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có một nhiệm kỳ thành công rực rỡ với nhiều thành tích nổi bật, nên có rất nhiều kinh nghiệm quý giá để chia sẻ với các đàn em. Là đương kim Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Thị Hà chứng minh được sự bản lĩnh, tỏa sáng khi chia sẻ về quá trình tham dự Hoa hậu Việt Nam cũng như Miss World. Những kinh nghiệm trong suốt quá trình làm việc sau đăng quang, cô cũng tâm sự đã nhiều lần bật khóc khi dự thi vì áp lực và sợ ban giám khảo đánh giá, nhưng với sự chuyên nghiệp của ban tổ chức, cô nàng đã tự tin hơn rất nhiều. Bà Phạm Kim Dung và Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng có chia sẻ về những tin đồn không có thật về vấn đề Đỗ Thị Hà sẽ rời công ty Sen Vàng khi hết nhiệm kỳ. Trong livestream, cả hai chia sẻ vì lịch trình học tập của Đỗ Thị Hà tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khá dày đặc nên cô nàng cần tập trung cho việc học nhiều hơn, ít tham dự những sự kiện bên lề. Chính công ty cũng mong muốn Đỗ Thị Hà nên ưu tiên việc học vì tri thức là yếu tố cần thiết cho sự phát triển của không chỉ Đỗ Thị Hà mà còn cả những người đẹp khác.